Thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong đã có công trình cấp nước hoạt động khá hiệu quả, được thôn quản lý tốt. Tuy nhiên, công trình được xây dựng cách đây hơn 10 năm, hiện không đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước của số hộ gia đình đang tăng nhanh. Thiếu nước, bà con đành phải dùng nước giếng khoan bị nhiễm phèn hoặc đi lấy nước từ nơi khác. Trong khi đó, lưu lượng nước từ giếng khoan cũng đang ngày một khô hạn, đặc biệt là vào mùa khô. Nước sạch khan hiếm, gây khó khăn cho cuộc sống và sinh kế của bà con. Trước đây thì gia đình của chúng tôi là coi như là sử dụng toàn là nước sống thôi. Nhưng mà giờ có chương trình Huda về nơi đây, tài trợ về nơi đây, gia đình tôi thì có cái nguồn nước sinh hoạt rất là quý giá. Mà nhờ cái nguồn nước cho nên là đối với gia đình tôi là sinh hoạt rất thuận tiện, khỏi phải đi là gánh nước sống. Cho nên là tôi xin cảm ơn chương trình Huda. Dự án nước sạch thuộc chương trình Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương do thương hiệu bia Hồ Đà khởi xướng đã hoàn thành sau hơn 2 tháng thi công. Dự án đã giúp tăng công suất cấp nước hiện nay và bổ sung nước cho 42 hộ dân, mang đến nguồn nước sạch trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Kể từ khi hành trình Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương bắt đầu vào năm 2019, đây là dự án thứ 3 của Hồ Đà tại tỉnh Quảng Trị. Được sự hỗ trợ của bia Hồ Đà thì bà con ở đây là rất là phấn khởi vì có thêm cái nguồn nước để sử dụng trong cái mùa hạn này. Nếu mà công trình này mà không đi vào hoạt động thì về mùa hạn, đặc biệt là các năm gần đây thì người dân là rất là vất vả trong cái việc tìm kiếm cái nguồn nước vì cái nguồn nước ngầm cũng đã cạn và xuống thấp nên mùa hè là rất là khó khăn. Công trình nước sạch này bao gồm một giếng khoan, một hệ thống trạm bơm, tuyến ống nhánh cho thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Đồng thời, nước sạch sẽ được xử lý phèn và máy bơm được nâng cao để chống ngập. Năm 2021 này, chương trình bước sang năm thứ 3 với thêm 5 dự án triển khai ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Huda kỳ vọng sẽ giúp hàng nghìn người tiếp cận nguồn nước sạch, từ đó tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.